Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Khát vọng sâu thẳm nhất, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Truyền đạo đoạn 5 từ câu 10 tới câu 12. Kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc. Kẻ ham của cải chẳng bao giờ thỏa mãn về lợi nhuận. Điều này cũng là hư không. Của cải càng thêm nhiều, người ăn xài cũng gia tăng. Người có của cải được ích lợi gì ngoài việc ngắm nhìn nó? Người làm việc khó nhọc vẫn ngủ ngon giấc dù ăn nhiều hay ít. Nhưng lắm tiền, nhiều của khiến người giàu không yên giấc được. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Truyền đạo đoạn 5 câu 10. Kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc. Khi còn là thanh niên, Dukan từng sợ mình không có đủ tiền. Vì thế khi bước vào độ tuổi 20, anh bắt đầu tham vọng xây dựng tương lai. Leo trên nấc thang danh vọng tại một công ty danh tiếng ở thung lũng Silicon, Dukan đã có được gia sản kết xù. Anh có tài khoản ngân hàng ngày càng lớn, xe thể thao sang trọng, ngôi nhà triệu đô ở California. Anh có mọi thứ mình khao khát, nhưng lại vô cùng khổ sở. Duncan nói, tôi cảm thấy lo âu và không hài lòng. Sự thật thì sự giàu sang khiến cho cuộc sống tồi tệ hơn. Hàng đống tiền không đem lại tình bạn, cộng đồng hay niềm vui và chỉ khiến anh thêm đau lòng. Có người tiêu tốn nhiều sức lực, cố gắng tích lũy của cải với nỗ lực đảm bảo cuộc sống. Đó là trò chơi của kẻ dại. Kinh Thánh cho biết, kẻ ham tiền bạc chẳng bao giờ thỏa mãn về tiền bạc. Có người làm việc quần quật, phấn đấu và nỗ lực, so sánh tài sản của mình với người khác và cố gắng để đạt được địa vị kinh tế nhất định. Tuy nhiên, ngay cả khi đã tự do tài chính như mong muốn, họ vẫn không hài lòng, họ vẫn cảm thấy chưa đủ. Như tác giả sách Truyền đạo đã viết, điều này cũng là hư không. Cố gắng tìm kiếm sự thỏa mãn ngoài Chúa là điều vô ích. Dù Kinh Thánh kêu gọi chúng ta làm việc chăm chỉ và sử dụng khả năng của mình đem đến điều tốt đẹp cho thế giới, nhưng chúng ta cũng không thể nào tích lũy đủ để thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất của mình. Chỉ duy Chúa Giê-xu có thể ban sự sống thật và thỏa mãn, dựa trên mối quan hệ yêu thương mà thực sự đem đến sự thỏa nguyện. Điều gì đem đến cho bạn sự thỏa lòng thật? Bạn sẽ sống thế nào để bày tỏ chân lý rằng chỉ cần có Chúa là đủ? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa nhân từ, xin cho con tìm được sự thỏa lòng và niềm vui thật trong Ngài. Xin giúp con không có cái nhìn sai trật về công việc và vật chất đời này. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.